Kính chào quý vị và các bạn đã cùng trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kính thưa quý vị, trước khi một trận đấu tại vòng 9 được diễn ra ở giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha thì Huỳnh Như đã mang đến một danh hiệu mới trong mùa giải của câu lạc bộ Lành FC. Và đó là một phần thưởng xứng đáng dành cho những gì mà Huỳnh Như cũng như là câu lạc bộ Lành FC họ đã cố gắng và nỗ lực trong thời gian vừa qua. Cụ thể thì câu lạc bộ Lành FC của Huỳnh Như đã nhận danh hiệu truyền thông từ ban tổ chức giải vô địch quốc gia nữ của Bồ Đào Nha. Đây là điều rất xứng đáng và có lẽ rằng cũng khó có bất cứ một đội bóng nào có thể giành được khi mà có một cầu thủ Việt Nam chúng ta sang đó chơi bóng. Hiện nay thì câu lạc bộ PFC thì cũng như vậy thôi. Vừa qua thì mới giành chiến thắng trước một đội bóng Maritimo ở vòng 8 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha để giúp cho câu lạc bộ Lành FC đã trải qua cái chuỗi trận đó là chỉ 5 trận liên tiếp cũng chỉ biết hòa và thua thôi. Câu lạc bộ Lành FC đã tiếp tục nhận một thông tin rất vui nữa từ ban tổ chức của giải. Theo đó thì đội bóng của Huỳnh Như đang đầu quân đã nhận danh hiệu truyền thông xuất sắc nhất của tháng 9 và tháng 10. Và đây là sự ghi nhận rất xứng đáng của ban tổ chức giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha cho câu lạc bộ Lành FC trong 2 tháng trước đó ở trên mặt trận truyền thông. Mà nếu xét trên ở trang fanpage của câu lạc bộ thì chúng ta đều thấy rằng là bất cứ một cái bài viết nào liên quan đến hình ảnh hay những thông tin của Huỳnh Như thì lượng tương tác là cực lớn, và đương nhiên chúng ta cũng đã biết trong số đó thì các cổ động viên Việt Nam chúng ta đóng góp có lẽ rằng lên đến 99,9%. Những lượt like, lượt bình luận hầu như là cũng chỉ đến từ Việt Nam của chúng ta mà thôi. Và trong tháng 11 và 12 này thì Huỳnh Như đã tiếp tục ra sân, tiếp tục tỏa sáng và đóng góp những bàn thắng dành cho câu lạc bộ Lành FC. Hiện nay với cá nhân Huỳnh Như thì cô đã có được 4 bàn thắng và một cú kiến tạo. Vì vậy mà trong tháng 11 và 12 tới sau khi tổng kết thì chắc chắn rằng cái giải thưởng này cũng khó có thể thoát khỏi tay của câu lạc bộ Lành FC được. Mặc dù đây cũng chỉ là một giải thưởng cũng khá nhỏ thôi, nhưng với cá nhân của Huỳnh Như cũng như là câu lạc bộ Lành FC thì họ cũng rất xứng đáng với cái sự nỗ lực của mình. Và đó có đôi khi là một cái động lực để cho họ có thể cố gắng. Bởi dù sao thì với một đội bóng thì việc có được một lực lượng cổ động viên đông đảo, đó tôi nghĩ rằng là điều quan trọng nhất. Hơn thế nữa thì những đội bóng tại Bồ Đào Nha và đặc biệt là môn bóng đá nữ thì cũng không được quan tâm nhiều. Và Lành FC đã tạo ra một sự đột biến khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử của đất nước này. Thì cái danh hiệu này thì tôi nghĩ rằng xứng đáng và cũng rất là đáng được tuyên dương mà thôi. Và quay trở lại với câu lạc bộ Lành FC, với chiến thắng vừa qua thì hiện nay họ đang có được 11 điểm sau 8 vòng đấu, xếp thứ 6 ở trên bảng xếp hạng, và hiện nay thì kém một đội bóng đầu bảng đó là Benfica lên tới tận 13 điểm. Vì vậy để nói về các cơ hội đua tranh vô địch dành cho Lành FC ở mùa giải này thì cũng không hề đơn giản, chứ không muốn nói rằng là không thể. Ở vòng đấu tiếp theo thì Lành FC của Huỳnh Như sẽ tiếp tục có một chuyến làm khách với một đội bóng đó là Durit, một đội bóng xếp áp chót ở trên bảng xếp hạng khi mà hiện nay họ mới chỉ có giành được đúng một chiến thắng duy nhất mà thôi. Và đó cũng là cơ hội rất lớn để cho Huỳnh Như và các đồng đội của mình sẽ có thể tiếp tục sẽ có thêm một chiến thắng nữa để cải thiện được cái vị trí trên bảng xếp hạng của mình thay vì vị trí thứ 6 hiện nay. Và ngoài ra thì các cổ động viên Việt Nam của chúng ta cũng đang rất mong chờ Huỳnh Như sẽ có trận đấu thứ 5 liên tiếp, cô ấy có thể được ra sân đá chính ngay từ đầu. Bởi trước đây chúng ta thấy mỗi một lần mà ra sân đá chính thì Huỳnh Như luôn tỏa sáng và thi đấu cực kỳ rực rỡ. Vì vậy mà có thêm được những cơ hội, có thêm những bàn thắng thì việc Huỳnh Như có thể tạo ra một cuộc đua tranh ít nhất là trong cái danh hiệu cá nhân đó là danh hiệu vua phá lưới thì hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi mỗi một trận mà có một cú đúp như thế này thì cũng chả mấy mà Huỳnh Như cũng có thể trên dưới được 10 bàn và hoàn toàn có thể đua tranh được. Xin chúc mừng cho Huỳnh Như và câu lạc bộ Lành FC với cái giải thưởng vừa qua. Đó sẽ là động lực để cho họ tiếp tục phấn đấu, cố gắng trong những chặng đường sắp tới. Và các cổ động viên Việt Nam chắc chắn khi mà có Huỳnh Như thi đấu trong màu áo của đội bóng này, kể cả là ra sân đá chính hay là bằng ghế dự bị, thì các cổ động viên và đặc biệt đó là cổ động viên Việt Nam sẽ theo dõi và ủng hộ cho Lành FC có được những chiến thắng mà thôi. Và cũng liên quan đến một cầu thủ khác, đó chính là Quang Hải, hiện nay đang thi đấu tại PFC. Thì mới đây thì Quang Hải cũng giúp cho đội bóng này làm nên lịch sử ở Việt Nam. Hiện nay thì cũng sắp hết 2022 rồi, cũng chỉ còn có vài tuần nữa thôi thì cũng đã khép lại. Và trong năm nay thì bóng đá Việt Nam của chúng ta đã trải qua quá nhiều những thành công, những cái sự kiện khó quên, những ký ức thực sự là quá đẹp mắt. Và đặc biệt là trong những ngày đầu của năm mới, ngày Tết, chúng ta đã chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc. Chúng ta có được tấm huy chương vàng SEA Games ở cả môn bóng đá nam và bóng đá nữ. Rồi rất nhiều những cái thành công khác ở những giải trẻ, ở giải U19, rồi đội tuyển U20, U23. Đặc biệt về mặt cá nhân thì chúng ta cũng có được những cầu thủ được ra nước ngoài thi đấu, cũng có những thành công ban đầu.
Quang Hải thì cũng có được một bàn thắng dành cho câu lạc bộ Paipose. Còn Huỳnh Như thì như đã nói, cô đã giành được quá nhiều những ấn tượng và đã có được suất đá chính trong một câu lạc bộ tại Bồ Đào Nha, một điều chưa từng có trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Với cá nhân của Quang Hải thì sau khi mà gia nhập câu lạc bộ Paipose thì Quang Hải đã tạo lên một cơn sốt cực lớn. Tiền vệ sinh năm 1997 đã giúp cho đội bóng nước Pháp thu hút được một lượng cực lớn các cổ động viên và đã gia tăng được lượng tương tác ở trên mạng xã hội. Mới đây thì theo thống kê của Google thì từ khóa đó là Paipose là từ khóa thể thao được tìm kiếm nhiều thứ 10 tại Việt Nam. Và đây thực sự là một con số quá khủng khiếp, bởi chỉ là một cầu thủ Việt Nam chúng ta sang nước ngoài chơi bóng thôi mà lại có được một cái vinh dự như vậy, thực sự là khó tin. Tính đến nay thì Quang Hải cũng đã có được 6 tháng chơi bóng tại câu lạc bộ Paipose rồi. Chỉ trong vòng nửa năm thôi thì cái tên Paipose đã trở thành một cái tên quá quen thuộc với người bóng đá Việt Nam. Và điều này đương nhiên chúng ta đều biết, đó chính xác là nhờ sự xuất hiện của Quang Hải. Bởi nếu không Quang Hải sang đó thì tôi nghĩ rằng là Paipose là một cái gì đó quá xa lạ với các cầu thủ Việt Nam, chứ chưa từng nói rằng là không ai biết cả. Chân sút mang áo số 19, mặc dù cậu ấy không thể được ra sân nhiều mà cũng không để lại nhiều ấn tượng, thế nhưng những trận đấu mà Quang Hải có được cơ hội ra sân thì các cầu thủ Việt Nam chúng ta cũng theo dõi, và cái lượng tương tác cũng như là cái lượng like dành cho câu lạc bộ Paipose là lớn hơn rất nhiều. Và dẫn đầu trong top chủ đề thể thao được quan tâm lớn nhất đó là Việt Nam tại World Cup 2022. Đương nhiên rồi, đó là cái vòng loại mà chúng ta lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có được cái thành tích là tham dự tại đây. Và thứ hai nữa là chúng ta đã có rất nhiều trận đấu thành công, những chiến thắng trước Trung Quốc, những trận hòa trước những Nhật Bản, đó là những kết quả quá tuyệt vời. Và đương nhiên những kỳ tích tại SEA Games 31 vừa qua với những chức vô địch, rồi với đội tuyển U23 là với những chức vô địch thì cũng đã thu hút được rất nhiều những sự quan tâm đến từ các cổ động viên Việt Nam. Và ở vị trí thứ 9 thì trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Ả Rập Xút tại giải U23 châu Á vào hồi tháng 6 cũng rất được quan tâm. Và đó là trận đấu mà chúng ta cũng để lại khá nhiều ấn tượng với huấn luyện viên Gong Kyung, một huấn luyện viên rất tài ba với những lối chơi rất đẹp mắt, mang đến sự cuốn hút trong lòng của các cổ động viên. Vì vậy mà đó là những chủ đề mà chúng ta đặc biệt quan tâm. Và Quang Hải là top 10 thì đó cũng là một sự bất ngờ, bởi cũng chỉ là một cầu thủ thi đấu tại bên phía Pháp thôi, nhưng đã để lại rất nhiều những thành công. Và chắc chắn là liên quan đến Huỳnh Như, mặc dù thì bóng đá nữ không có được nhiều cái sự quan tâm, thế nhưng với Huỳnh Như trong những trận đấu vừa qua của tháng 10 và 11 vừa qua, Huỳnh Như đã có được những thành công, có những bàn thắng và cái lượng tương tác theo dõi tới Huỳnh Như cũng như là câu lạc bộ Lanh FC đã lớn hơn rất nhiều. Vì vậy tôi tin rằng là Huỳnh Như sẽ tiếp tục mang đến sự bất ngờ lớn hơn nữa, không chỉ là dành cho câu lạc bộ Lanh FC có được cái danh hiệu về truyền thông vừa qua, mà sẽ là một lượng tương tác tìm kiếm lớn ở trên mạng xã hội của Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Còn quý vị và bạn nhận xét như thế nào về những cái thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tuyển Bóng Đá một like, một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuyển Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuyển Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.